bên là mọi người đi hang én, mọi người tập trung. Sau khi nghe anh hướng dẫn viên giới thiệu về hang, lộ trình và những điều cần lưu ý, tự mình ký giấy miễn trừ, xả những đồ đạc không cần thiết gửi lại và những đồ dùng cho buổi tối ngày 2 thì gửi cho Potter mang lên trại trước nè. Đây là đường Hồ Chí Minh đi xuyên rừng siêu đẹp, tao đâu cũng thấy màu xanh ngát xung quanh được bao bọc bởi vô số núi đá vôi. Dẫn bão cái hồi mà lũ thì ở chỗ này nước sông nó sẽ dâng lên 4 mét. Ủa anh sông này tên gì quên rồi anh? Sông này sông tên gì? Trà An. Đã hình xuất phát, đã chuẩn bị sẵn sàng, mọi người cùng đi thôi. Địa hình núi đá vôi ở đây khá là khác biệt so với nhiều nơi trên thế giới, và với hệ thống hơn 300 hang động lớn nhỏ và mới chỉ khoảng 30% trong số đó được khám phá và đặt tên. Các hang động được đánh giá là các sông ngầm dài nhất, đẹp nhất. Mình vừa đi vô rừng, bây giờ sẽ đi xuyên cái rừng như thế này tầm 40 phút sẽ tới cửa hang. Những cây chuối to cao trong rừng là mình liên tưởng đến thiên công đây nè. Đây là đôi giày cao cổ thoáng khí chuyên để trekking, mẫu solid để cho mình mượn nè. Có nhiều size phù hợp để các bạn lựa chọn nha. Trong rừng có rất nhiều gốc cây sấu to bự như thế này nè. Đi qua con suối nhỏ nhỏ này là tới miệng hang rồi. Mình phải chui qua cái lá này, xong rồi ta thấy đau. Mà đau và đã không, ta phải chạy xuống suối, đắm xuống suối, ta đau hơn nữa. Mình ta là hoảng để nó sao luôn. Quay cận cảnh cho mọi người. Đây là lá nàng hai. Lá này rất là ngứa nha mọi người. Càng đụng vô nước là nó càng ngứa. Sau 40 phút đi bộ trong rừng mát thì bây giờ tụi mình đã tới cửa hang. Hang nước nứt. Đây là cửa rất là bự. Đây là chỗ nghỉ trưa của tụi mình. Anh Mật Tơ đã tới trước và chuẩn bị bàn ăn thịnh soạn. Đây. Ở đây nhìn ra là thấy cửa hang rất là to. Sau khi nghỉ trưa nhẹ nhàng, tự mình tập trung đeo đồ bảo hộ và nghe anh hướng dẫn để tiến sâu vào trong hang nước nứt. Hang nước nứt được lần đầu tìm ra vào năm 2003 khi một người dân địa phương hỗ trợ các chuyên gia Anh Đồng Anh Quốc đi khảo sát các hang động. Hang nước nứt được cho là kiến tạo bởi những dòng sông chảy ngầm bắt nguồn từ hang Sơn Đồng, hang động lớn nhất thế giới. Các chuyên gia cho biết hang có tổng chiều dài lên đến 2 cây số và có niên đại khoảng 2 triệu năm tuổi nè. Tiến sâu hơn vào trong hang, mình khá là ấn tượng bởi vẻ đẹp tầng tầng lớp lớp của những thạch nhũ hình thành trong hang. Đây là bên trong hang động, có những kiểu giống như thử ruộng bậc thang ở Tây Bắc. Chỗ này chụp hình lên lung linh lắm nè mọi người, máy quay không thể đủ ánh sáng để quay hết. Và được nổ gỗ á, mấy cái xì xì xuống đánh đi lên luôn. Nó được nổ vào rồi đấy, nó tan phá xuống được cái lên luôn.
này cũng được thôi. Nhưng mà ở đây đi. Đây là chỗ mà cái trận lũ năm vừa rồi nó tràn vào trong hang và nó làm những cái cây thạch nhũ bị gãy nè, bị gãy ngang. Đấy. Ở trong hang có khá là nhiều đá, có nhiều màu sắc rất là đẹp, nhìn mà mê luôn ấy. Tụi mình đang tiến sâu vào hang, rất là tối đó. Mém hết rồi. Anh hướng dẫn viên kể với đoàn rằng trận lũ năm ngoái 2020 đã tàn phá nặng nề đến cảnh quan của các thạch nhũ trong hang động. Cái hốc này là do trận lũ vừa rồi nó xói mòn làm cho nó sập xuống tạo thành cái hố đây nè. Đây, xói. Đây, cái cây thạch nhũ rất là cao nhưng mà đã bị nước lũ đánh gãy bởi cái cây gỗ bự kế bên. Rất là tiếc, nó mọc cao lên cái chân rồi. Một số chỗ vách đá dốc trơn trượt thì tụi mình có sẵn dây để đu xuống một cách an toàn hơn. Đây là đoạn gần cuối hang, nước nứt, nước đổ xuống tạo thành một hồ xanh biếc ở trong hang. Chỗ này trước trận lũ là có thể bơi được bởi vì nước dâng khá là cao, nhưng sau khi lũ thì nước đã rút ra gần hết. Tới chân nó nhỏ xuống, nhưng chỗ nào mà có cái hạt cát hạt đá hoặc cái cây nó ở trên đỉnh ấy, nó sẽ bảo vệ. Nếu nó nhỏ xuống thì nó xuống hai bên, nó xỏ xỏ hai bên. Có những cái nó có cái hòn đá thế này thì nó bảo vệ nó. Lúc nó nhỏ thì có hòn đá đấy, nó bảo vệ nó. Đó thì mình nhớ. Thì cứ theo cái hình dáng đấy, có những cái ngang thì nó hình ngang. Con này râu nó dài ghê, con gì á? Đây là nơi bọn mình sắp bò vào. Có những đoạn hốc đá phải cúi người thật thấp mới qua được, và phải đội nón bảo hiểm chứ không là bị đụng đầu như chơi ấy. Những đoạn đường đá như thế này không quá khó đi, chủ yếu là phải khéo léo cúi người thật thấp, là mình cảm thấy rất là thú vị bởi vì những dạng địa hình như thế này khá là hiếm mà mình có dịp trekking. Đây, hút này siêu nhỏ, bò quá, lết quá, chui quá. Ok. Cẩn thận ngay chân. Đấy, khúc này mọi người phải đu dậy xuống. Nào ta cùng lội.
chuẩn bị bơi. Đồ điện tử phải bỏ vô đây hết. Thì mình sẽ tắt máy nha. Hola mọi người. Sau khi trèo đèo đổ xuống, nó chưa lội qua cái hang dài tầm 150m thì mình đã tới được bãi cắm trại. Em mấy anh đang nấu bếp nè, thấy không? Mỗi người một lều. Tại vì đàn của mình hôm nay chỉ có 6 người thôi, cộng thêm 5 người thêm 24 anh tôi lai nữa, 9 người. Nên rất là thoải mái, đi khá là thủng thẳng. Đang cho mọi người thấy cái đường từ cái cửa hang bơi lên. Khá là dốc, mọi người phải leo dây lên và có thiết bị bảo hộ. Rất là chu đáo nha mấy bạn. Có 3 cái phòng thay đồ. Ngoài đẩy lều thì có 3 phòng thay đồ. Phòng thay đồ với lều là riêng. Tại vì nếu như mà thay đồ ở trong lều thì cái lều nó sẽ bị ướt. Sau khi tắm rửa thay đồ không tắm rửa gì hết. Tại vì tắm ở trong động rồi, mà qua động là tắm luôn ở trong rồi. Thì bây giờ đang có một ly cà phê nóng hổi do anh Tu Lai pha. Và sẽ đi thay đồ sạch sẽ, mát mẻ. Cùng ngồi chơi với mọi người. Đây là chuyên mục vui vẻ, review cái toilet cho mọi người nhé. Có nhiều người sợ đi rừng không biết, thắc mắc nhiều nhất là đi rừng toilet sẽ như thế nào. Xin mời mọi người tham quan cái toilet cao bằng sáng giá của Osolet nha. Vô toilet có bảng chỉ dẫn luôn mọi người. Đường đi có rào lại. Buổi tối thì mấy anh tôi lại nói là sợ rắn cho nên là có rào lại như thế này. Và đường khá là dễ đi, rộng rãi. Đây là cái lều toilet nha mọi người. Ta-da! Bạn ngồi rất là thoải mái. Mọi người đi như bình thường thôi. Xong rồi mình sẽ bỏ chấu lắp lại và có giấy luôn nè. Thơm hương chanh bởi vì đã có mùi thơm phồng. Đây, toàn cảnh cái toilet nha mọi người. Rất là sạch sẽ. Nước uống lấy từ dưới suối sẽ qua một cái vàng lọc. Vàng lọc, một vàng lọc lên và một vàng lọc vô. Đây là cái bàn bếp. Đây là anh Master Chef của đoàn. Anh đang chiên khoai tây hả? Đúng rồi. Hồi nãy mình ngửi mùi là mình biết khoai tây chiên liền. Rất là hấp dẫn. Nguyên một khu bếp giữa rừng. Quá đã mọi người ơi. Đây là nước chè băng. Trời ơi, tối không thấy gì. Để múc ra cho mọi người coi. Nghe nói lá chè văn này rất tốt cho phụ nữ sau sinh. Có sữa cho con bú. Và uống khá là tốt. Vị của nó khá là thanh. Có hậu ngọt. Khá là dễ uống. Trong khi chờ đợi buổi tối. Tại vì bây giờ mới có 4 giờ 10 thôi. Ngon cực kỳ. Mới quay có xíu mà gần hết dĩa rồi mọi người. Quay xong là phải ăn. Đúng rồi, quay xong là khỏi ăn luôn mọi người. Đây là bữa ăn mà các anh đã chuẩn bị xong. Ngon lắm mọi người ơi. Chứ là ăn đã thấy là ngon rồi đó. Đậu hũ, xào với trứng, nấm, ngồi ha. Có mẹ nghe muốn ăn nước.